Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì bác sĩ Ngọc Anh sẽ chia sẻ và giới thiệu với các bạn về thẩm mỹ viện Ngọc Anh tại Phú Quốc, để chia sẻ với các bạn về tất cả những dịch vụ tại Ngọc Anh, thì giới thiệu với các bạn về những phòng điều trị tại Ngọc Anh để các bạn nhận biết được là Ngọc Anh đã có những dịch vụ gì và đang làm dịch vụ gì ở địa chỉ số 191A, đường 34, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Ngọc Anh xin mời tất cả các bạn vào với thẩm mỹ Ngọc Anh để Ngọc Anh có thể chia sẻ giới thiệu với dịch vụ của Ngọc Anh. Xin mời các bạn. Dịch vụ hôm nay thì bác sĩ Thành đang làm dịch vụ gì cho khách hàng và đang tư vấn cho khách hàng làm dịch vụ gì ạ? Bây giờ trước mắt là đang muốn tư vấn cho khách hàng, cho chị là khi mà mình mất cái răng số 6 này lâu ngày ấy, mình mà không trồng lại thì bây giờ những cái răng này nó đang có xu thế nó đổ nghiêng về khoảng trống mất răng, nó làm hư hết những cái răng cửa của chị rồi. Muốn để cải thiện, để mình ăn nhai tốt giống như lúc mình còn thiếu nữ, thì phương pháp công nghệ cao nhất hiện tại bây giờ đây là phương pháp cấy ghép implant. Phương pháp cấy ghép implant nó sẽ thay cho những cái răng đã mất của chị, và từ 3 đến 6 tháng nó tương hợp rồi thì lúc này mình mới trồng lên một cái răng thứ để ăn nha. Thường thì răng của chúng ta khi kiểm tra và cạo vôi răng thì chúng ta mất thời gian khoảng bao nhiêu lâu chúng ta nên cạo vôi răng một lần nữa? Từ lúc 12 tuổi trở đi ấy, là những cây răng cố định đã mọc lên thay cho những cây răng sữa thì mình đi. Quan trọng hơn là mình một năm mình đi kiểm tra 2 lần để mình tầm soát hết những cây răng nào nó mới sớm sâu như thế nào, hay như sâu nặng sâu nhẹ nào ra sao, để sẽ tư vấn rõ để mình tránh, để tránh tình trạng nó sâu tới thủy nó sinh ra đau nhức. Tình trạng bị áp xe chân răng thì chúng ta sử dụng cái gì mà để thay áp xe chân răng nhỉ? Tình trạng nó bị áp xe này là do nhà khi mà mình cây răng nó bị hư thủy lâu, mình không đi kiểm tra răng miệng thường xuyên ấy, thì nó sẽ nổi liên tục áp xe. Mà khi mà nổi áp xe như vậy ấy, để mà chữa điều trị nó thì rất là lâu. Khoảng bao nhiêu thời gian này chúng ta nên đi cạo vôi răng nhỉ? Định kỳ mình là phải 6 tháng đi vệ sinh răng một lần. Như là 1 năm 2 lần đúng không? 1 năm 2 lần. Vâng, xin cảm ơn chị Thành nhiều. Khoảng 6 tháng thì chúng ta nên cạo vôi răng một lần các bạn nhé. Chúng ta chăm sóc và bảo vệ răng, và đặc biệt chúng kiểm tra răng xem tình trạng răng của chúng ta có bị ố không nhỉ, có bị ép xe không này, và đặc biệt là khi ăn uống chúng ta hay bị tình trạng bị rắt răng đúng không ạ? Các bạn nhớ là phải dùng chỉ nha khoa nhé, phải dùng chỉ nha khoa để đảm bảo cho cái vùng răng của chúng ta nó không bị tình trạng rắt răng, cơm rắt răng mà nó hay bị ép xe trên răng.